Anh ơi, rồi đâu chảo còn mực không ăn tôm thịt chiến tỏi à anh nói chứ đang mê chiến tỏi hoặc là hấp gì anh ơi. Chết tôi đấy, con thịt cân mấy? Chạy tôi. Làm mấy? Cân mấy đấy? 250. Thế lấy 50 cân. Dạ rồi. Cá này là mấy đấy? Cân 450. Cân 450 không? Thôi, châm đi sao? Phải châm đi cho hai cái thùng này. Hả? Cho mi. Thau gọi được này. Được. Làm cho nắm con thau gọi này hết. Ôi, về lại đây đây. Dung tích của cái bà là... sáu là của cái bà là đi tắm biển ra. Thêm 5 con hâu có mực tươi á? Dạ. Có mực à? Mực thì cũng lấy nha. Mực của tụi mày à? Dạ, nó còn tươi này nè. Mực lấy buổi sáng rồi này. Mực ở đây thì sống gà thì gà xanh ngon hơn là gà đỏ ngon hơn. Gà xanh cân mấy đây? Hả? Rồi chị, hiện tại là mình đang có mặt tại cái một cái quán hải sản ở Quảng Đông nha các bạn. Và hiện tại thì mình đang trên bàn nó có rất nhiều món đấy các bạn này. Món tôm thịt này, món gọi hàu này, món ghe bạn các bạn này, quả wow, ghe bê đai chứ, ghe bê đai cho hấp dẫn nha. Rồi 60 các bạn cũng thưởng thức với mình nhá. Và đầu tiên mình thử con hàu này các bạn nhé. Ăn đi cho em ăn đi. Mình rửa một ít xì dầu với một bộ tạt lên nha các bạn. Kiếm lại các bạn cái gì. Rồi, mời các bạn cùng mình thưởng thức nhá. Mấy món tôm thịt này mình sẽ chấm với muối tiêu chanh các bạn. Rồi, xin mời các bạn này. Thịt tôm thịt rất ngon các bạn ạ. Tiếp theo là mình mời các bạn thưởng thức cái món gỏi cá mú nha các bạn.
Vì cái món này thì lúc nào mình về cái quán này là mình cũng đều gọi. Với cái món này thì mình sẽ cuốn mấy bánh tráng và rau cải nhé các bạn. Rồi một xíu dứa đi các bạn này, ít xoài này, à, một miếng cá nhé các bạn, cho mú nhá. Rồi sau đó mình cuốn lại. À, ít tỏi nó bạn các bạn này. Rồi một ít hương. Và mình sẽ chấm với cái nước chấm họ của nhà hàng làm đấy nha các bạn nhé. Rồi xin mời các bạn nha. Con này cái bạc. Con này cái bạc tưởng mốt. Biến cái vị của nó chấm nó béo ngay các bạn ạ. Nước chấm này nhà hàng làm rất ngon các bạn này. Rồi, đây các bạn miếng thứ hai nha. Rồi tiếp tục cuốn thứ hai nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ thử chấm với sử dụng và mù tạt xem cái vị nó như thế nào các bạn nhé. Rồi mình sẽ chấm với sử dụng mù tạt các bạn này. Rồi mời các bạn nhé. Đấy, ăn cái gì mà ăn đó. Chú bò bao nhiêu con cá rồi chú? Một con ghê to gan thịt đó. Rồi mời các bạn thử thức cái càng ghé này nha các bạn. Rồi mình sẽ chấm về muối tiêu xanh các bạn nhé. Rồi mời các bạn này. Chút ghé khá chắc các bạn. Thịt ngon. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây nha các bạn. Mong các bạn thấy clip hay thì cho mình một cái like, một cái subscribe. Cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.